Elon Musk đã tiết lộ một chính sách mới trên mạng xã hội X cắt giảm khả năng kiếm doanh thu từ các tài khoản gian lận. Sàn phái sinh CME đang trở thành một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin phổ biến. Khối lượng giao dịch trên các sàn SET đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội trong tháng 10. Pi Network được cho là sẽ sớm tung ra lộ trình phát triển V1 trong 48 giờ tới. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Người đứng đầu nền tảng X, trước đây là Twitter, Elon Musk đã tiết lộ một chính sách mới nhằm chống lại sự lan truyền thông tin sai lệch trên nền tảng này. Theo chỉ thị mới này, người dùng đăng nội dung sai lệch mà sau đó đã được sửa chữa bởi Community Note, một chương trình xác minh tính xác thực được huy động từ cộng đồng, sẽ không còn nhận được khoản thanh toán cho việc tương tác với các bài đăng đó nữa. Được biết, thực trạng các bài đăng sai lệch tràn lan trên X xuất phát từ sự hấp dẫn của chương trình kiếm tiền được ra mắt gần đây của Musk, trả tiền cho những người sáng tạo dựa trên lượt xem bài đăng. Ngoài việc giải quyết thông tin sai lệch, Musk còn có kế hoạch đưa ra một khoản phí danh nghĩa hàng tháng cho việc sử dụng X. Chiến lược này nhằm mục đích hạn chế hoạt động của bot thông qua việc tăng chi phí vận hành các bot đó. Cố vấn cao cấp của gã khổng lồ tài chính Van H, ông Cabo Guback, gần đây đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với cách tiếp cận Bitcoin của El Salvador, tuyên bố điều này có thể đưa quốc gia này trở thành Singapore của châu Mỹ. El Salvador, quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận BTC làm tiền tệ hợp pháp, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên toàn cầu. Tuy nhiên, Guback dự đoán rằng sự gia tăng vốn đầu tư và nhập cư sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của El Salvador trong những năm tới. Theo ông, El Salvador có thể sẽ phản ánh câu chuyện thành công của Singapore bằng cách sử dụng BTC như một phương tiện đấu thầu hợp pháp, dẫn đến việc thu hút dòng vốn và dòng người đổ vào. Guback cũng dự đoán rằng làn sóng nhập cư và đầu tư sẽ tiếp tục gia tăng, được thúc đẩy bởi cách tiếp cận tiến bộ của El Salvador. Ông tin rằng BTC có thể tạo ra dòng thu nhập mới cho người dân trong nước, cho phép họ tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Sàn giao dịch phái sinh toàn cầu Chicago Mercantile Exchange, gọi tắt là CME, đang trở thành một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin phổ biến nhất. Theo CoinGlass, với lãi suất mở OI danh nghĩa là 3,54 tỷ đô la, CME hiện là sàn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin lớn thứ hai, tăng từ vị trí thứ tư được thấy vài tuần trước. Lãi suất mở danh nghĩa đề cập đến giá trị đồng đô la Mỹ bị khóa trong số lượng hợp đồng đang hoạt động hoặc mở. Giữ vị trí hàng đầu là sàn giao dịch không được kiểm soát ở nước ngoài Binance, với lãi suất mở là 3,83 tỷ đô la, cao hơn 8% so với CME. Lãi suất mở đối với các hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt của CME gần đây đã lần đầu tiên vượt mốc 100.000 BTC. Tương tự, thị phần của CME trên thị trường tương lai BTC cũng đã tăng lên mức cao nhất mới là 25%. Theo một số nhà quan sát, sự đi lên của CME là dấu hiệu của một đợt phục hồi do tổ chức dẫn đầu. BTC đã tăng 27% trong tháng này, trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài và sự lạc quan về ETF. Gã khổng lồ tài chính của Thái Lan, Kasikornbank, gọi tắt là K-Bank, được cho là đã mua lại lượng lớn cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Satang Pro. Theo tờ Bangkok Beat News đưa tin, K-Bank đã mua 97% cổ phần của sàn Satang Pro thông qua công ty con Unita Capital. Trong hồ sơ pháp lý, ngân hàng cho biết họ đã mua số cổ phiếu trị giá 3,705 tỷ baht Thái, tương đương gần 103 triệu đô la của công ty mẹ Satang. Sau khi thỏa thuận hoàn tất, K-Bank sẽ đổi thương hiệu Satang thành Orbit, cũng như thành lập các chi nhánh mới Orbit Custodian, Orbit Invest và Orbit Technology nhằm mở rộng các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Thái Lan. Thành lập vào năm 2017, Satang Pro là một trong số ít các sàn giao dịch tiền điện tử ở Thái Lan được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch quản lý. Được biết, vào năm 2022, Cơ quan Giám sát Tài chính của Thái Lan đã ban hành các biện pháp trừng phạt dân sự đối với Satang và 4 sàn giao dịch tiền điện tử khác vì làm giả khối lượng giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hay còn gọi là sàn SET đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng lên 443,27 tỷ đô la trong tháng 10. Cột mốc quan trọng này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng và nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số trên thị trường tài chính. Kể từ ngày 1 tháng 10, khối lượng giao dịch tích lũy trên các sàn SET đã đạt con số khổng lồ. Sàn giao dịch của Hàn Quốc dẫn đầu là Binance với khối lượng giao dịch giao ngày là 179,41 tỷ đô la trong tháng 10. Theo sau là Binance và Upbit. Một sàn giao dịch của Hàn Quốc với khối lượng giao dịch giao ngày trị giá 51,88 tỷ đô la trong cùng thời gian. Bybit, Coinbase và OKX cũng thể hiện sự hiện diện của họ khi lần lượt ghi nhận khối lượng giao dịch giao ngày là 31,99 tỷ đô la, 28,22 tỷ đô la và 27,68 tỷ đô la. Một thành tựu đáng chú ý trong đợt tăng trưởng này là khối lượng giao dịch giao ngày trung bình trong 7 ngày vượt 24 tỷ đô la được ghi nhận vào ngày 26 tháng 10, đánh dấu mức cao nhất trong hoạt động giao dịch kể từ cuối tháng 3. Khi tháng 10 đầy sôi nổi đã gần khép lại, đã có nhiều thông tin cho rằng Pico Team sẽ sớm công bố lộ trình V1 được mong đợi. Theo một báo cáo mới nhất từ Pi News, lộ trình Pi Network V1 sắp được ra mắt, dự kiến sẽ rơi vào 2 ngày tới, hoặc chậm nhất là cuối tuần này. Được biết, lộ trình V1 sẽ tóm tắt những thành tựu mà Pi Network đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiết lộ một số kế hoạch quan trọng sắp được triển khai trong tương lai gần. Theo cộng đồng, sau khi lộ trình V1 được công bố, Pico Team sẽ tiếp tục đưa ra lộ trình V2 vào tháng 12. Theo dữ liệu từ cơ quan dịch vụ doanh thu của Brazil, stablecoin USDT của Tether đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng ở nước này, chiếm đến 80% tổng số giao dịch tiền điện tử trong nước. Cụ thể, tính đến giữa tháng 10, các giao dịch USDT ở Brazil năm nay đã đạt tới 271 tỷ đô la Real Brazil, tương đương khoảng 55 tỷ USD, gần gấp đôi khối lượng BTC giao dịch trong nước đạt 151 tỷ Rea, tương đương khoảng 30 tỷ USD. Các giao dịch USDT đã gia tăng ở Brazil kể từ năm 2021, nhưng lần đầu tiên đã vượt qua khối lượng BTC vào tháng 7 năm 2022, ngay ở đỉnh điểm của cơn bão ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm ngoái, khi các công ty cho vay tiền điện tử như Three Arrows Capital và Voyager Capital sụp đổ. Chính phủ báo cáo rằng mùa đông tiền điện tử đã cắt giảm gần 25% khối lượng giao dịch tiền điện tử trong nước vào năm 2022, kết thúc ở mức 154 tỷ Real, tương đương khoảng 31 tỷ USD. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,32 nghìn tỷ đô la, tăng 1,2% trong 24 giờ qua. Bitcoin chạm mốc 34.548 đô la, tăng 1,1% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.816 đô la, tăng 1,8% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 228 đô la. CryptoLickVan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.